Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Đi Đâu Đó Đi. Mình là Trương. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chiếc ba lô có dung tích 70 lít đến từ thương hiệu Nature 2. Tổng quan ban đầu, theo đánh giá của mình thì thiết kế của ba lô trông khá là hài hòa và cân đối. Bộ quai đeo, dây cài ở phần ngực, đai hông nhìn chắc chắn. Có nhiều dây rút và khuyên cài ở phía bên ngoài. Thì theo mình biết, ba lô sẽ có 3 màu, đó là màu cam, màu xanh và màu đen. Thì mình thấy những chiếc ba lô lớn như thế này sẽ phù hợp khi chúng ta cần mang thật là nhiều đồ cho những chuyến leo núi dài ngày, hay các anh chị bọc tơ hay sử dụng để có thể mang theo nhiều đồ cho khách, hoặc là những gia đình đang chuẩn bị đi leo núi mà ba mẹ đang muốn mang thêm đồ cho bé chẳng hạn. Nào, mọi người hãy cùng mình qua phần đánh giá chi tiết xem chiếc ba lô leo núi 70 lít này có gì đặc biệt nha. Đầu tiên, đó là phần khung trợ lực của ba lô. Như mọi người thấy thì ở đây sẽ có một cái khung nằm ở phía trong. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì chất liệu của khung là hợp kim nhôm. Bên ngoài được bọc một lớp nệm để tiếp xúc trực tiếp với phần lưng. Như mình hay ra mồ hôi lưng thì phần đệm lưng thiết kế như vậy giúp thông thoáng, dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng. Thứ hai, đó là hệ thống dây đeo, dây cài ở phần ngực, quai đeo ở vai, đai hông giúp chúng ta giữ được ba lô đúng vị trí. Phần quai không quá to cũng không quá nhỏ. Lớp đệm có độ dày vừa phải. Ở đây có các lỗ thoáng khí. Khi mình đeo thì cảm giác khá là thoải mái. Phần đai hông thiết kế to cũng có thêm một lớp đệm và thiết kế thoáng khí. Chúng ta có thể điều chỉnh để ôm sát hông bằng cách rút hai dây như thế này nha các bạn. Phần đệm ở lưng và đệm ở hông có thể điều chỉnh được bằng cách là rút hai dây như thế này, hoặc nới ra để có thể vừa vặn với lưng của chúng ta. Thứ ba là về chất liệu của ba lô này á, thì đầu tiên mình thấy ở đây ba lô sử dụng có lẽ là vải thun các bạn, vải thun co giãn. Còn xung quanh này thì có thể là vải ni lông. Theo thông tin từ nhà sản xuất đưa ra thì ba lô sử dụng chất liệu là vải ni lông chống thấm nước. Tuy nhiên, khi mưa thì chúng ta nên lấy phần áo mưa ở phía dưới đáy của ba lô ra, rồi chúng ta tủ lên ba lô như thế này nha các bạn, để cho an toàn. Thứ tư là về phần khóa. Thì ở đây ba lô mình thấy sử dụng chủ yếu là khóa nhựa. Ba lô mình sử dụng cũng 3 năm rồi. Cũng có một đoạn bị xích mẻ như thế này. Tuy nhiên mình vẫn dùng tốt. Đây, cài vẫn tốt các bạn, vẫn giữ rất là chắc. Về phần khóa kéo á, thì ba lô sử dụng khóa IKK trượt rất là mượt. Đây, mình kéo tới kéo lui rất là dễ luôn. Thứ năm là về không gian chứa đồ. Ba lô leo núi 70 lít có kích thước dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt là 33, 23 và 75cm. Phần nắp chụp có ngăn kéo dùng để đựng những đồ dùng cần thiết, cần lấy ra nhanh để sử dụng. Ở đây có dây để chúng ta có thể siết chặt hoặc nới ra thêm trong trường hợp chúng ta cần thêm không gian chứa đồ. Phần ngăn chính rộng, bỏ đồ thoải mái luôn các bạn. Những cái móc nhỏ phía ngoài này thì chúng ta dùng để ràng gậy, ràng ly hoặc những thứ cứng sắc nhọn có thể làm hư đồ nếu để trong ba lô. Phần dây ràng này thì có thể ràng thêm lều hoặc nệm ngủ nếu chúng ta mang quá như là nhiều đồ. Ở phần thân này mình thấy có một thiết kế mình rất là ưng ý, đó là phần khóa kéo giúp chúng ta lấy những món đồ xếp ở bên dưới ra một cách thuận tiện mà không phải bới tung hết đồ ra ngoài. Phần đai hông có ngăn chứa đồ, bạn có thể cất điện thoại, la bàn và kéo khóa lại. Bạn có thể thao tác bằng một tay luôn chứ không cần phải một tay giữ, một tay kéo hay là phải nhờ đến sự trợ giúp của đồng đội. Và sau đây mình sẽ cho các bạn thấy một chiếc ba lô leo núi 70 lít của mình sẽ đựng được những món đồ gì nha. Cái mình thích ở ba lô này đó là có nhiều ngăn chứa đồ, nhiều dây và móc phụ. Phần đai lưng và quai đeo điều chỉnh dễ dàng. Hệ thống trợ lực của ba lô rất là tốt và thoáng khí. Ba lô có kèm áo mưa chúng ta có thể lấy ra để chùm lại khi trời mưa. Trọng lượng chỉ tầm 1.8kg cho một ba lô 70 lít thì mình thấy cũng khá là nhẹ. Cái mình không thích ở ba lô này đó là phần ngăn đựng nước. Ngăn đựng nước cần thiết kế xéo để trong quá trình di chuyển chúng ta có thể rút chai nước dễ dàng hơn. Và tiếp theo đó là phần thân của ba lô cần ghi rõ chiều dài lưng để chúng ta có thể tự điều chỉnh ở nhà. Và đó là tất cả những gì mình có thể đánh giá về chiếc ba lô leo núi 70 lít đến từ thương hiệu Nature 2 này. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên cho tụi mình một like và subscribe nha. Mình sẽ để link sản phẩm
ở phía bên dưới và trên màn hình cho bạn nào quan tâm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!